ឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃអនាគតយើងចង់ធ្វើចំនួនជាងការងារដែលតេតតងគឺការងារលក់ការងារផ្នែកទីផ្សារការងារផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឧទាហរណ៍គោលបំណងរបស់យើងចង់បើកសន្តិការជាងការងារដែលតេតតងគឺការងារដែលតេតតងនឹងភ្នៅទេសចរឬក៏បដិសន្តិការកិច្ចជៀសវាងគោលបំណងរបស់យើងចង់បើកសន្តិការតែយើងទៅធ្វើការងារតេតតងនឹងវិស័យសិល្បៈវិស័យបង្ហាញម៉ូដរបាំកីឡាឬក៏ធ្វើជាជាងឡានជាងម៉ូតូមិនមែនមានន័យថាការងារទាំងអស់នោះមិនល្អទេគ្រាន់តែមានន័យ
ដើម្បីឲ្យយើងមានចក្ខុវិស័យចំពោះការងារនោះយើងធ្វើការងារណាមួយត្រូវមានចក្ខុវិស័យចំពោះការងារហ្នឹងធ្វើការងារតើតែយើងមានចក្ខុវិស័យចំពោះការងារហ្នឹងធ្វើការងារតើតែយើងមានចក្ខុវិស័យចំពោះការងារហ្នឹងត្រូវយើងអាចធ្វើឲ្យការងារហ្នឹងផ្លាយទៅជាការងារធំដុំអស់ចាស់និងយូរអង្វែងបានព្រោះចក្ខុវិស័យនាំឲ្យយើងមើលឃើញវែងឆ្ងាយយើងនឹងមានការរំពឹងទុកវែងឆ្ងាយទៅលើការងារយើងក៏មានការត្រៀមទុកសម្រាប់សកម្មភាពវែងឆ្ងាយរបស់យើ
pung thuê ca. Hai cốt có ban xua từ chiêng sầm nong tại bay nẹn nung tha. Ta nẹn có pung thuê ở bay. Chiêng ti môi chai tha. Chom có pung thể riệp ắt. Hai chiêng ti pi chai tha. Chom có pung thể thuê ca nghìn trong chỉ vật. Chiêng ti bay chai tha. Chom có pung thể sang song sạ mình ti đam bay để ta túc sầm bát và bật thoa đam bay ở con trao chủ non cơi ban squall. Chiêng bồ rọ tặng bay nẹn nung thuê ca nghĩa đôi khnìa. Đầm nai đôi khnìa. Ti cần lai đôi khnìa. Tại quận miền ca mới khơi khóc nế, nâng miền ca cực khơi khóc nế, chiêng ti mùi. Qua tha quật cùng phung tài riêng ất, chiêng quật chìa mà nút đẹp ọt miền chạc khô vì sai chung phu ca nghe. Quật ọt miền ca mới khơi bên chai chung phu ca nghe to và to. À vậy để quật mới khơi nó cử, mới khơi tài ất, mới khơi tài xì mong, mới khơi tài sai tập bản năng anh. Hay nó bê để quật ọt miền ca mới khơi bên chai chăng, cứ quật ọt miền ca rung phân tục tê. À vậy để quật rung phân tục nó cử, rung phân tục. Chăm đo sai na miên sầm nang ban chụp phơi ca nghe cái lại nâng quật nâng chụp phơi ca nghe cái lại nâng hay bà quật ắt miên ca rung phưng tục chăng quật có ắt miên ca triền tục quật còn tận đăng thạ dục lang đế khai lang thực phơi ca dục lang đế khai lang thực phơi ca chấm nay ca áp hi vọt tham tập hiệp ấy cứ quật ắt miên hay bà quật ắt miên ca triền tục chăng nó bê để quật phơi ca nghe cứ quật phơi ca nghe ơi tập ban ơi tập hai phơi ca nghe cùng rục cách phơi ca nghe ơi tập rui tập bị đái tập vào nọ chấm nay chiêng ti pì có tha cốt cùng phương đặt phơi ca nghĩa đầm bay chấm chấm chỉ vật giang cốt có ắt miên chạ khô vị sai bên khai chấm phu ca nghĩa à vậy để cốt mơ khơi nâng cư cốt mơ khơi trầm tại khai nâng trầm tại pê nâng trầm tại cặp pê môi nâng trầm tại à hạ bầy pê nâng pê để cốt ắt miên ca mơ khơi bên khai cốt có ắt miên ca rung phân tục bên khai đại à vậy để cốt rung phân tục nó cử cốt rung phân tục rước cọ bon tròn ói tại đó khai bậc đại khai đại bản nọ cứ cốt rung phân tục tại lôi bậc cốt rung phân tục tại lôi chứ à vậy để cốt tiêm tục nó cứ cốt tiêm tục bịa xong phơi cá đập bay đạn nơi cái này mày cái này ná đại ca nghĩa miền đại khai tròn chừng ní cốt và con chuyện đô pi cái này nâng tới phơi cái này xem bên này chấm nay chiên thị bảy qua tha cốt cùng phong tài sang song thạ mẫn tị đâm bay tụ ở cồn trao chủng non cai bàn scroll chiên cốt cứ chiêm nốt đại miên chắc không sai chủng phu ca nghĩa cốt miên ca mơ khơi bên trai cốt mình men mơ khơi trăm tật hai ní pê ní rư chiết ní tai cốt mơ khơi là hố đó hai cõi pê cõi nâng chiết cõi chiên nốt pê cốt miên ca mơ khơi bên trai cốt có miên ca rồng phưng tục bên trai cốt rồng phưng tục tha à vậy đại cốt phơi là pê ní cồn trao chủng non cõi và cốt chiết bàn scroll bàn đằng ẩm pis na đài rư cọ vấp và thoa đại bộ bẹ bộ ro chấm non mốt và tỏi tục hay bậc quật miên ca đồng phân tục bạc nắng quật có miên ca triền tục à vậy để quật triền tục nó cử quật nắng triếm sa mặt tập hiệp bạc quật và hai chữ p này quật có phong tài phơi ca sao triều liên sốt nắng áp hiệp sa mặt tập hiệp bằng thêm hay bậc quật triền tục à vậy để quật phơi cử quật nắng phơi đòi ca yộc chất tục đã phơi đòi chất chóng phơi đòi miên ca đại nhà chất phơi đòi miên ca tăng chất phuốc đam bay co sang tăng quân tập hiệp tăng tập hoàn tập hiệp ấy bà quật yộc chất tục đạn ba nâng quật phơi ba nâng à vậy để quật tụt tụt ban nó cử quật tụt tụt ban tăng tập mắt tập hiệp tăng quân tập hiệp nơi sầm nóng tăng prạ khải ấy phải hai chữ quật tụt tụt ban ca tiện tiên pì mê ca chiên kê tầng o
miền chạc khô vị say nóm ở miền ca mơ khơi bên ngài nơi bê miền ca mơ khơi bên ngài miền ca rừng phân tục bên ngài nơi bê miền ca rừng phân tục bên ngài nóm ở miền ca tìm tục bên ngài hay nơi bê miền ca tìm tục bên ngài quát ở miền ca thơ đầm bay bên ngài quát mần men thơ ca nghĩa đầm bay tại ngài ni tái quát thơ đầm bay ngài ở nà cột quát mần men thơ đời xa tại quát miền ca nghĩa thơ tái quát thơ đời xa tại quát trong thơ quát mần men thơ nông rỉa bê khay tái quát thơ nông rỉa bê du ông bay quát mần men thơ ដើម្បីតែប្រាក់ខែតែគាត់ធ្វើដើម្បីប្រាក់ជីវិតគាត់មិនមែនធ្វើដើម្បីតែលុយហើយអ្នកខ្លះថាចុះបើធ្វើការមិនដើម្បីលុយធ្វើការដើម្បីអីជាទូទៅមនុស្សធ្វើអ្វីអ្វី 99% គឺដើម្បីលុយបុគ្គលិកម្នាក់ដែលគាត់និយាយថាគាត់ធ្វើការងារនេះមិនមែនដើម្បីលុយទេគឺដើម្បីចំណេះដឹងដើម្បីបទពិសោធន៍ដើម្បីជំនាញតែសំណួរសួរថាយកចំណេះដឹងទៅធ្វើអីមិនដើម្បីលុយយកបទពិសោធន៍ទៅធ្វើអីមិនដើម្បីលុយយកចំណេះទៅធ្វើអីມັນដើម្បីលុយគូតង់តា2នាក់នារីនឹងក៏ថាអូនឆ្លាញ់បងមិនមែនព្រោះតែបងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានលុយមានឡានមានវិឡាទេតែព្រោះតែបងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ចុះយកសមត្ថភាពខ្ពស់នឹងទៅធ្វើអីມັນយកទៅរកលុយអញ្ចឹងយើងថាលុយអត់សំខាន់ទេតែអត់លុយអត់បានលុយអត់សំខាន់ទេតែបើធ្វើការអត់លុយគឺអត់ធ្វើអញ្ចឹងលុយមិនមែនជាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងទេតែ 99% គឺលុយអញ្ចឹងនេះបញ្ជាក់ថាលុយសំខាន់ណាស់តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងលុយមានតម្លៃជាងលុយធំជាងលុយអស្ចារ្យជាងលុយទៀតនោះគឺគោលដៅពេលយើងសម្រេចគោលដៅយើងអាចមានលុយតែបើយើងមានលុយมันអាចធានាថាយើងប្រកបជាសម្រេចគោលដៅអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានចក្ខុវិស័យចំពោះការងារមិនមែនធ្វើការងារដើម្បីលុយតែធ្វើការងារដើម្បីគោលដៅព្រោះគាត់ដឹងថាគោលដៅរបស់គាត់ធំជាងលុយថ្ងៃមួយនៅពេលដែលលោក Robert T. Kiyosaki អ្នកសរសេរសភៅដ៏ល្បីម្នាក់ដែលមានចំណងជើងថា Rich Dad and Poor Dad ដែលអ្នកបកប្រែខ្មែរយើងគាត់បកប្រែថាឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនអ្នកក្រគាត់បានលាលែងឈប់ពីការងារមួយដែលគាត់ធ្វើការងារនៅក្នុងការិយាល័យការដែលខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាការងារនៅក្នុងការិយាល័យនឹងជាការងារមិនល្អទេគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងប្អូនថាការងារនោះមិនតាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងគាត់បានលាលែងការងារពីការងារការិយាល័យដែលទទួលបានប្រាក់ខែជាង $3,000មកធ្វើជាអ្នកលក់ផលិតផលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Network 1ដែលទទួលបានប្រាក់ខែត្រឹមតែ$150ប៉ុណ្ណោះហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឪពុករបស់គាត់ថាគាត់នឹងឈួតធ្វើការងារនៅក្នុងការិយាល័យប្រាក់ខែជាង$3,000មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានអ្នកឆុងកាហ្វេឲ្យអត់ព្រមធ្វើបែរមកធ្វើការងារប្រាក់ខែ150ដើរលក់ត្រូវក្តៅត្រូវខ្យល់ត្រូវត្រជាក់ត្រូវរងាដើរគោះទ្វារតាមផ្ទះគេពេញទីក្រុងដោយមនុស្សឈួតអញ្ចឹងអ្នកដតីថាគាត់ឈួតតែចំពោះគាត់វិញគាត់មិនដែលគិតថាគាត់ឈួតគាត់គិតថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវបំផុតពីព្រោះការងារដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺជាការងារដែលតាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងរបស់គាត់គោលបំណងរបស់គាត់នោះគឺគាត់ចង់ក្លាយទៅជាអ្នកជំនួញដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ហើយសម្រាប់គាត់ផ្ទាល់មានតែការងារលក់ទេដែលអាចធ្វើឲ្យសុបិនរបស់គាត់ក្លាយជាការពិតបានពីព្រោះគាត់នៅមានភាពកំសាកច្រើនហើយការងារលក់ធ្វើឲ្យគាត់អស់ភាពកំសាកលក់នៅពេលដែលគាត់លក់គាត់នឹងទៅជួបមនុស្សហើយគាត់នឹងយកមុខរបស់គាត់ទៅជួបមនុស្សហើយពេលដែលមុខរបស់គាត់ជួបមុខមនុស្សច្រើនភាពកំសាករបស់គាត់នឹងត្រូវបានថយចុះអញ្ចឹងគាត់លក់ដើម្បីឲ្យគាត់អស់ភាពកំសាកលក់ដើម្បីឲ្យគាត់មានសេចក្តីក្លាហានលក់ដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពអត់ធ្មត់លក់ដើម្បីឲ្យគាត់ចេះតស៊ូលក់ដើម្បីឲ្យគាត់មានចិត្តស្រឹងជាមួយនឹងអតិថិជនលក់ដើម្បីឲ្យគាត់ស្វាហាប់ជាមួយនឹងអតិថិជនលក់នាំឲ្យគាត់ដឹងអំពីចិត្តគំនិតនិងអេរិយាបទរបស់អតិថិជនលក់នាំឲ្យគាត់មានបញ្ញាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងអតិថិជនជាងការងារលក់នេះគឺជាការងារដែលអាចធ្វើឲ្យសុបិនរបស់គាត់ក្លាយទៅជាការពិតបានជាងគាត់ធ្វើការងារនេះមិនមែនដើម្បីប្រាក់ខែតែធ្វើដើម្បីកសាងសមត្ថភាពហើយធ្វើការងារតតបែបហ្នឹងទើបអាចធ្វើឲ្យការងារហ្នឹងធំដុំបានពេលយើងមានចក្ខុវិស័យចំពោះការងារយើងនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការងារដោយមានការតាំងចិត្តដោយមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ហើយខណៈពេលដែលយើងតាំងចិត្តបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះការងារហ្នឹងគឺប្រធានគាត់ប្រកបជាមើលឃើញយើងតែយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនអាចខ្វះបាននៅគោលការណ៍ទី3ទៀតគឺ